Em xin chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, em vừa mới nhổ một cái lô mai con quấn rễ. Đây là hàng dăm thưa nha cả nhà. Hàng này thật ra là bên vườn mai nhà em dăm để ghép, giống như lấy những cái đế đẹp để ghép. Tuy nhiên là ngày hôm nay rất là nhiều rồi, bây giờ là không làm xiết nữa, cho nên là đem về giao lưu với chúng ta. Ngày hôm nay lô này phải nói là lá thì dĩ nhiên là nó sẽ không đẹp bằng những cái hàng mai mới. Tuy nhiên là gốc của nó rất là to và cây của nó rất là cứng cáp. Đế con thú, đế bí đủ kiểu hết nha cả nhà. Cây này rất là mập và đặc biệt cây này nó sung lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cho chúng ta mình xem cái bộ đế nó như thế nào. Đây, hàng này thì đây cây đã già mùa lắm rồi cả nhà. Bây giờ đế nó nổi lên như thế này đây. Nó có bí và nó có thú, nó có lò xo, nó có đủ kiểu như thế này. Ở đây, quay như thế nào thì gọi như thế đó. Và cả nhà ơi, lá của nó chắc chắn sẽ không đẹp bằng những cây mới. Lý do là hàng này là hàng già rồi nha. Gốc của nó thì to lắm cả nhà. Ở đế nè, đế đây, đa số nó đã nổi lên. Và đây là có số hình thú nữa nha cả nhà ơi. Đây nó như thế này nha cả nhà. Ở chiều cao thì tầm khoảng 30, 40, 50 tùy cây. Đó, đa số là như vậy nè. Rễ đẹp không? Hình thú thân lắc luộc nè, lò xo. Ai có mua mai ghép bên em thì cũng để ý cái đế rồi. Tất cả những cái đế này là em quấn để dành ghép những cây mai giống ở nhà đặng giao lưu với chúng ta. Nhưng mà do hàng nhiều quá bây giờ làm không xiết nữa cho nên là nhỏ bán bớt hết cả nhà. Rồi giá là 8.500 một cây, nếu chúng ta lấy 50 cây bên em bao ship nha. Đế của nó nha cả nhà. Đế nó cực VIP cực đẹp luôn nha. Đây, đó. Rồi ô coi nè. Nó quấn đế mỗi cây luôn. Và đa số hàng đã nổi rễ lên hết cả nhà. Đa số nó như thế này nè. Nó lạ lắm. Nó lạ lắm. Nó vô cùng lạ luôn. Đế như thế này, vừa có lò xo, vừa có bí, vừa có đủ kiểu lộn xộn như thế này. Rồi giá là 8.500 nha mấy anh chị ơi. Nếu chúng ta lấy 50 cây bên em bao ship nha. Hàng này trọng thì thôi bao rồi, khỏi sợ gì luôn ha.